anh em chú ý này, nếu anh em nuôi đa đa sinh sản này, anh em phải làm cái bãi để cho nó ăn uống như thế này đó, và cái độ thuần của con đa đa nó phải như thế này đó. Các bạn đứng gần, các bạn quay như này là nó phải hồn nhiên như thế này đó. Nó có thể ăn, nó ăn một trong những cái mô hình mà mình đang phát triển là mô hình con chim cu gáy về sinh sản và mô hình con chim đa đa. Mình tự giới thiệu mình là Thao chim cu gáy, thì các bạn có thể thấy là trên cái chuồng đa đa của mình là nó phải có cái hoang dã như như là ngoài tự nhiên như thế này. Và con đa đa này là mình nuôi từ nhỏ lên, nên ra là nó cũng rất là thuần, nó rất là thuần. Một trong những yếu tố để nó sinh sản được là nó phải thuần các bạn ạ. Đó, mình zoom lại một chút. Đó. Hiện giờ mình đang đứng cây nó cách khoảng 1 mét rưỡi, chưa đến 1 mét rưỡi. Đó, thì các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp, con đa đa này rất là thuần, rất là đẹp. Con này là con trống nhá. Thì quý vị các bạn có quan tâm đến cái chủ đề về con chim đa đa sinh sản thì quý vị các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Mình tên là Thao, thì năm nay cũng gần 40 tuổi rồi. Mình địa chỉ ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0163 5305 982. Thì quý vị các bạn muốn mua những con chim cu mồi, chim cu non về để bón, hoặc là chim cu non mới biết ăn, hoặc là chim cu khách, hoặc là chim cu bố mẹ sinh sản. Tương tự như vậy, con chim đa đa cũng vậy. Các bạn mua chim đa đa bố mẹ hay là chim đa đa mái, hoặc là chim đa đa non, đa đa bánh tẻ, thì các bạn có thể liên hệ cho bên mình. Ở bên mình thì giao hàng toàn quốc và có văn phòng ở tại bến xe Mỹ Đình. Nếu anh em nào ở các tỉnh phía Nam hoặc là phía Bắc thì phía miền Tây thì anh em có thể là gửi tìm xe về đến Mỹ Đình. Nếu không được Mỹ Đình thì cũng phải là các bến xe ở Hà Nội. Các bạn nên chủ động đặt vấn đề và gửi tiền cho họ và giao dịch với mình qua điện thoại. Thì bên mình sẽ có văn phòng ở Mỹ Đình, bên mình sẽ liên hệ với nhà xe và sẽ gửi cho các bạn. Nếu với những các bạn ở xa thì bên mình sẽ có những cái lồng nó có thức ăn nước uống ở trên trên đường đi, và thường thì nó sẽ sống được khoảng 5-6 ngày ở trên cái lồng đấy, nên là các bạn cũng yên tâm là coi như là nó cũng được ăn uống ở trên đường, mặc dù là chúng ta xa cách nhau thì cái con của nó đến với các bạn là nó vẫn còn khỏe, bởi vì nó chỉ ở trên xe thôi chứ còn thực ra là nó vẫn ăn uống bình thường. Vẫn ăn uống bình thường. Thì các bạn thân mến, thì cái con đa đa này thì ở ngoài này nó có hai cái mẫu, một là cái mẫu đa đa đỏ, hai là đa đa nó mình cứ gọi là nó gọi là nó màu đa đa lửa, đa đa đen. Thì những con đa đa như thế này thì nó là cái mẫu điển hình của cái đa đa thuần chủng từ nhỏ. Cái giống đa đa này nó không như chim cu gáy, nó rất là khó thuần chủng. Cái hình ảnh này là các bạn có thể thấy là rất là hiếm có, bởi vì những con chim đa đa các bạn nuôi rất lâu nó cũng rất là nhát, nó không được thuần như thế này đâu. Đấy, các bạn lưu ý là như vậy. Thì mình là một trong những người tiên phong về cái giữ lại cái gen và cái giống của cái con chim cu gáy và con chim đa đa đó. Thì hiện giờ con đa đa này thì mình đứng rất là gần, cả ngày mình đứng nó cũng rất là hồn nhiên, nó ăn uống, nó nhặt những cái khóm
ở dưới những khóm khóm cỏ khóm lúa như thế này, rất là thân thiện. Đấy. Đấy. Con đa đa này là con đa đa trống. Ở cái số tiền số tài khoản của bên mình là số tài khoản của bên ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn thuộc chi nhánh Ba Vì. Mình tên đầy đủ là Vũ Văn Thao và số tài khoản là 2210205156681. Thì nếu như các bạn chủ động chuyển khoản cho bên mình thì mình cũng sẽ bớt cho các bạn, bởi vì mình không phải phụ thuộc vào nhà xe nhiều quá và mình cũng không phải đi lấy tiền, không phải rủi ro. Là thường nếu ví dụ cái con chim đáng giá 2 triệu thì các bạn chuyển khoản thì các bạn sẽ rẻ được hơn 200 hoặc là một cái mức độ trên dưới 200 gì đấy. Thì các bạn thân mến, các bạn cũng tin tưởng, yên tâm và tin tưởng ở bên Thao Chim Cu Gáy ngoài Bắc. Các bạn chúng ta sống trong một xã hội văn minh. Cái việc những cái thú chơi và những cái niềm đam mê thì nó là của mỗi người. Thế nhưng mà cái việc mua bán thì mình mong muốn rằng là không có một khách hàng nào họ có thể là không hài lòng với mình. Và cái phương châm kinh doanh của mình là luôn luôn bảo vệ uy tín và luôn luôn giữ trọn niềm tin đối với những cái khách hàng của mình. Mặc dù là có tính chất buôn bán nhưng mình cũng không quá nặng nề. Nếu như mình không buôn bán thì nó cũng không có được những cái đồng ra đồng vào để mình còn thiết kế chuồng trại hay là cho nó mua thức ăn cho nó, thì các bạn có thể thông cảm. Bởi vì là mình có nhiều thì mình cũng phải giao lưu với tất cả các anh em ở mọi miền Tổ quốc. Thế thì cái thông điệp của mình là muốn gửi đến các bạn là như vậy. Hy vọng là các bạn có thể là xem cái clip, mà clip này là clip chính thống của Vũ Văn Thao, không thể khác được. Đấy, số điện thoại là mình có hai số, một là số 0163 53 05 982, một số là 0989 177 982. Đấy, thì các bạn yên tâm là các bạn có thể là tin tưởng và đặt niềm tin vào cái mô hình nuôi chim đa đa sinh sản và mô hình nuôi chim cu gáy của mình. Thế thì hy vọng rằng là các bạn có thể tin tưởng và đăng ký cái kênh Chim Cu Gáy Hay của mình ở trên YouTube. Kênh của mình hiện giờ thì cũng rất là phát triển. Thế nên mong các bạn hết sức là tin tưởng và các bạn đặt chọn niềm tin vào bên mình. Đó. Cái địa chỉ của mình, địa chỉ chính xác của mình là Vũ Văn Thao, thuộc cổng trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nếu anh em nào có nhu cầu giao lưu về con chim cu gáy và con đa la thì có thể điện cho bên mình
điện vào những cái giờ tránh cái giờ nghỉ trưa ra thôi. Giờ nghỉ trưa thì thực ra mình cũng muốn nghỉ ngơi một chút, các anh em thông cảm. Những cái giờ khác thì mình cũng đã làm việc rất là cật lực. Cái lượng chim đa đa và lượng chim cu gáy mình cấp ra thị trường nó cũng tương đối là nhiều, rất là nhiều. Chim cu gáy của mình hiện giờ ở nhà mình bây giờ thì nó cũng chắc nó cũng phải rơi vào tầm khoảng gần 1.000 con, tính về đầu chim, không tính chim non nhé. Bắc có tép có gà. Hiện bây giờ mình đang đứng cách đó khoảng 70 phân. Cảm giác như thò tay ra bắt được, nhưng mà mình muốn ghi lại những hình ảnh chân thực nhất. Một lần nữa mình xin nhắc lại cái số điện thoại của bên mình là 0163 5305 982, 0989 177 982. Cái máy của mình là cái máy điện thoại thông thường, quay nó cũng không được chất lượng lắm, nhưng mong các bác thông cảm. Đó. Cái độ thuần chủng thì các bạn có thể thấy là không 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 có gì bằng. Mình khẳng định là rất là thuần chủng. Bởi vì nó nuôi từ nhỏ lên các bạn.
có một bác à, bác làm chim của em giật mình. Từ từ nhá, để em quay lốt cái đoạn này đã, tí nữa. Kia là con đa đa mái. Bạn nhìn thấy con đa mái xa xa chưa? Đó. Đó. Đa đa mái thì nó không, nó cũng hơi hơi, nó chưa được thuần lắm. Đó. Còn là con đa đa trống nó vừa bay ra đây. Nó bay ra đây nó vẫn hồn nhiên thì không. Ơi. Đợi anh tí. Con mái đấy. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh chim cu gáy hay của mình, và đặt hai con chim chim cu gáy và con đa của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để tiếp tục đón nhận những video chia sẻ của mình tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.